từ cái đạo đức con người nó đang đi xuống, rồi đạo pháp thì vị thấy thì nhiều người giống như nhiều người tu, nhưng mà quý vị thấy cũng có rất nhiều tai tiếng của cái người tu chúng ta. Rồi kiếp nạn trong thời cuộc này cũng nhiều, bệnh đau cũng nhiều, rồi làm ăn thì kinh tế cũng khó khăn. Nên cái thời cuộc này chúng ta ở rất khó khăn. Mình rất là mừng là khi mình gặp được Phật Pháp, gặp ngay Pháp Môn Niệm Phật. Nên là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có câu nói rất là hay: thời thế nhiều kiếp nạn, làm sao để tránh được kiếp nạn? Có ai dám bảo đảm cả đời mình không gặp nạn hay không? Nên càng mỗi ngày phải siêng niệm Phật. Niệm Phật có thể tiêu tai giải nạn. Niệm Phật nghiệp nặng báo nhẹ. Nên thờ thế nhiều kiếp nạn như vậy, chúng ta lại gặp Phật Pháp, nghe Pháp mỗi ngày, biết niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là một đại nhân duyên cực kỳ thù thắng. Nhân duyên này quá đặc biệt, quá lớn. Nên mỗi người chúng ta phải siêng niệm Phật, phải gây dựng tín nguyện niệm Phật. Nên những đức thường khuyên các huynh đệ anh em trong chùa phải gây dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ mạnh. Nếu như mà tín nguyện này không gây dựng cho mạnh, dù mình mỗi ngày tu tập đó, nhưng mà coi chừng mình rớt đài, rớt. Thế thờ thế rất nhiều kiếp nạn, rất nhiều sự cám dỗ, rất nhiều nghiệp trước. Từ nơi đó mà nếu không gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì nó chuyển xây mình qua hướng khác, thất bại. Nên nhiều anh em huynh đệ kể trong chùa tu, mà không gầy dựng tín nguyện khi đi ra đời lại, lâu lâu gặp lại, đa phần những anh em có thành công gì đâu, đều te tua tả tơ, không có gì đặc biệt cả. Lúc trước chùa mình, những đức cũng có một người huynh đệ, ông cũng theo những đức đã mười mấy năm. Khi ở một hoàn cảnh ý nghĩa vô cùng, nhưng mà khi không đủ duyên, ông không ở đây nữa. Bây giờ đi long nhong đầu này đầu kia đầu nọ. Khi con người mình duyên phước nó thiếu rồi, nghe quý vị, nó khiến mình phải đi khổ, sống những ngày tháng không làm được việc ý nghĩa đặc biệt. Có khi ở một cái nơi cực kỳ ý nghĩa, làm rất nhiều việc lợi ích cho mọi người, cũng vì cái ta cái ngã muốn cho cá nhân mình phải làm riêng biệt, cuối cùng nó khiến mình, nó đẩy mình đi lông nhông, đi đầu này đầu kia đầu nọ, nó khiến mình. Nên những đức thường khuyên hàng Phật tử rằng mỗi một người gia đình có ngôi tam bảo, có thời khóa tu, nghe pháp mỗi ngày, công việc gì trong cuộc đời mình làm, mình sống hàng ngày, đó là hàng cư sĩ ngoài đời. Thứ bảy chủ nhật đến chùa cộng tu, được bồi dưỡng, mỗi ngày được nhắc nhở gây dựng tín nguyện niệm Phật,
cầu sanh cực lạc. Quá đặc biệt rồi. Đừng có cái vụ mà nghe pháp từ xa quá thích rồi, quá mê, bán nhà bán đất đi vô chùa ở. Khoan nghe quý vị, cái việc này quý vị phải suy nghĩ cho thật kỹ nghe. Ở xa mình nghe pháp, mình tu tập rất là an lạc, lạc rất là được đó, thì cứ duy trì đi. Đừng có cái việc mà bán nhà bán đất đi vào trong chùa ở nghe quý vị. Phan, phải đi thiệt là chậm, phải đến cộng tu. Nếu như mình độc thân hoặc gia đình không có ai thì cái việc này mình đi đến chùa mình ở thì chuyện này rất là đặc biệt rồi đó. Nhưng mà quý vị có ở được trong cái đại chúng đông người hay không? Riêng chùa mình quý vị đến cộng tu vài ba ngày thì quý vị thấy đặc biệt an lạc. Ở tu một tháng hai tháng cũng đặc biệt an lạc. Thì cứ gầy dựng từ 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 từ, quyết tâm vô ở là mình quen rồi, hiểu rồi, như thế nào mình cũng hiểu rồi thì đặc biệt lắm. Đừng nên vội vàng, câu này những đức thường nhắc hoài, đừng nên vội vàng. Những đức mà nghe nói ai mà bán nhà bán đất đi vào chùa cúng dường để ở trong chùa, những việc này những đức đều là nói thôi quý vị tự bỏ tiền cho thùng tam bảo đi. Tôi rất sợ vụ này vì mai mốt lại có gì vị đâu thừa. Khi đã quyết tâm cúng dường tam bảo tu tập thì đừng bao giờ chúng ta nói gì dòng do tam quốc. Cái việc này mình tu phước tu duyên, khi đổ nghiệp ra chuyện gì thì mình vui mình trả, mình tin sâu nhân quả rồi, rồi mọi việc nó cũng sẽ qua thôi. Nhưng mà quý vị có được cái tâm kiên định như vậy hay không? Nên á, trong tâm những đức nghĩ rằng đem Phật pháp giới thiệu cho người ta, mong mỏi người ta được sự an lạc, bình an, tu hành, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đó là trong lòng những đức rất là vui rồi. Còn cái việc mình lo cho tam bảo, mình lo cho đại chúng trong chùa, những đức tin như lắm. Những đức làm việc này tin có Phật Bồ Tát lo chứ, phụ những đức chỉ người đến cúng dường. Thà mình tùy duyên vậy nó hay. Để nó trong cuộc đời mình, mình lo cho bao nhiêu con người này, mà có khi mình dùng phương tiện nào người ta đi đến chùa kêu người ta cúng dường tam bảo để tu phước duyên này nọ, bán nhà bán đất để cúng dường. Việc này những đức không bao giờ, cả đời những đức cũng không làm, không có làm. Để cho người ta tự cảm nhận, người ta tự phát tâm, người ta tự hiểu. Phải vậy rồi người ta hiểu rồi người ta làm, chuyện đó của người ta phát tâm ta làm. Vì mình tin mình làm việc trong tam bảo quý vị, mình làm việc tốt thì cái tốt nó đến với mình, tin chỗ này. Còn nếu nó chưa đến với mình là chưa, mình chưa đủ duyên đủ phước thì thôi. Nên á, những đức đẩy mạnh cái chuyện đặt tượng Phật để khuyến hàm Phật tử thờ Phật ở gia đình có ngôi tam bảo. Việc này là trong cái thời cuộc phát triển này nó rất phù hợp. Đem cái môn tịnh độ cắm từng nhà, rải từng gia đình để cho quý vị tu tập được lợi ích. Cái việc này rất là cần để đem tịnh độ, đem Phật pháp giới thiệu từng gia đình. Từng gia đình người ta được nghe tiếp nhận. Còn người ở trong chùa mình thì bình yên quá rồi, mình lo tu tập quá bình yên. Còn người ngoài đời thì mỗi vị trí lo tu mỗi vị trí. Còn chùa thứ bảy chủ nhật cộng tu đến dự khóa tu để bồi dưỡng thêm. Lễ Diêu Năm sắp đến, rủ người đi tu, dẫn người ta đi tu, cái công đức rất lớn là mình dẫn đến. Những đức dạy người ta, những đức hướng dẫn người ta. Có khi bị dẫn người ta đi một lần mà người ta lại được ảnh hưởng Phật pháp, khi thay đổi cuộc đời người ta bị nhớ nghe quý vị. Dẫn người đi tu, giới thiệu người nghe pháp là việc cực kỳ quan trọng. Thí dụ như người ở trong chùa mình đi, họ ở đây họ tu, họ mà tu được họ an lạc, sớm muộn gì họ cũng độ người thân gia đình họ.
Tại người thân gia đình cũng bị ảnh hưởng à. Sớm muộn gì cũng có sự ảnh hưởng. Nhưng mình muốn ở trong chùa tu mà an lạc, tu được. Phải toàn tâm toàn ý nghĩ chùa là như nhà của mình. Đem cái mạng này giống như giao phó cho Tam Bảo. Toàn tâm toàn ý mình tu thì tức khắc bị an lạc vì tu. Còn nếu như vị ở trong chùa thì vị nghĩ rằng nhà mình ở đâu là vị tu thế nào cũng rớt. Thế nào cũng rớt. Giống như đã quyết định vô ở thường trụ rồi mà còn một chân hướng này một chân hướng kia là quý vị tu lừng chừng không có được đâu. Còn đã quyết tâm vô ngôi nhà Tam Bảo ở tu rồi thì giống như mình coi cái mạng này cúng dường cho Tam Bảo đó. Dù là khó khăn khổ cực cỡ nào, dù trở ngại gì cũng phải tu, thì nhất định trở ngại gì cũng sẽ qua. Chỉ cần mình giữ tâm quyết kiên định thì cái tu tập quý vị phát triển lợi ích lớn, cực kỳ lớn luôn. Như bản thân Nhân Đức nè, ở trong ngôi nhà Tam Bảo Nhân Đức tu muốn phát triển mạnh đến mức này, nhưng mà tâm mình phải kiên định cực kỳ mạnh. Nó phải kiên định cái tâm thì nó mới được lợi ích rất là lớn. Còn nếu như mà Nhân Đức thả trôi thả nổi, tu cho qua ngày đoạn tháng, không có tâm quyết, thì những đức thật sự mà nó cũng đâu có được cái kết quả như bây giờ. Nhiều anh em cùng thờ đi tu với những đức, khi sống núi này trong núi nọ, ở đầu này nghỉ đầu kia, cuối cùng mấy ông cũng đi tùm lum chỗ, người ra đời, người thì đi lóng nhóng tùm lum. Chỉ có một mình những đức là kiên định ở một nơi, gặp tịnh độ gầy dựng tính nguyện, quyết chí niệm Phật, hướng dẫn người niệm Phật, và tự hành quá tha, nhiệt tình hết lòng mới có được ngày hôm nay. Tu tập mới thấy sự an lạc, có kết quả. Nên Nhà Đức nói với quý vị, nhiều người bị nghe Nhà Đức giảng, bị coi cái đạo tràng quý vị thấy thích và đặc biệt quá. Hoặc ở từ xa nghe Nhà Đức giảng, vì thấy ông thầy này giảng quá thật, giảng nhiệt tình, hết lòng. Những đức nói thật lòng, nói hết mình, để mong rằng mỗi một con người, người ta nghe đạo, người ta không bị tác dụng phụ. Quý vị biết nghe đạo nó cũng tác dụng phụ nữa. Tuy những lời trao chuốt, những lời rất hay, nhưng nó bị tác dụng phụ khi quý vị gần gũi. Nên hàng Phật tử phải hết sức là kinh nghiệm. Khi gần gũi người tu không khéo, quý vị sẽ bị tác dụng phụ, vì sẽ thấy nó ngược lại. Nên quý vị học đạo làm sao quý vị nhìn được mặt trái mặt phải của nó, không có thất vọng ai chứ á. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Ai làm thiện thì hưởng thiện, ai làm ác thì hưởng ác à. Mình đều tin sâu nhân quả đi, không cần phê phán ai hết, để nhân quả tự xử lý họ. Nên mình học đạo, mình nghe kỹ như vậy rồi quý vị sẽ nhìn nhận sâu sắc. Khi đi đến bất cứ chùa chiền nào, gần gũi bất cứ người tu nào, họ đều có cái tốt, họ đều có cái xấu. Con người sống trong cuộc đời này không ai hoàn toàn tốt mà cũng không ai hoàn toàn xấu. Nơi nào có Phật nơi đó có ma, nơi nào có ma thì nhất định nơi đó có Phật. Nhớ nghe quý vị. Nên mình sống, mình học đạo làm sao, mình phải hiểu cái câu nhân vô thập toàn. Có người chứ không phải Phật Bồ Tát gì, ai cũng còn cái sai. Sống làm sao cũng phải có tình có nghĩa một chút. Mình là người học đạo mà, cạo đầu xuất gia hay là cư sĩ phát cho mình chiếc áo lam đi đến chùa nghe pháp, sống làm sao nó cũng có tình có nghĩa, có chứ có sao, để cho người ta thấy mình là người tu cỡ nào cũng thấy không tệ. Nên cách cư xử của mình rất là quan trọng. Cách cư xử rất quan trọng. Những đức là người đến với cửa Phật cũng không phải là học được Phật pháp gì nhiều đó quý vị, nhưng mà những đức nghĩ con người mình ai cũng muốn được người ta thương yêu và giúp đỡ, thì bản thân mình tại sao không thương yêu và giúp đỡ người khác. Nên chùa mình nuôi người già rất là đông,
rất nhiều người già lớn tuổi từ cấp Tết tới bây giờ mà có cụ mắc, cũng có chục cụ, mỗi một cụ mắc như Đức làm đáp, đều mấy anh em trong chùa ghinh quan tài đưa các cụ ra ngoài, đưa lên đài hỏa táng. Có nguyên một cái gia đình này ở ngoài miền ngoài, khi vô chùa mình thấy quý thầy quý chú gần gũi thương yêu các cụ già, họ nói một câu gì nè quý vị, họ nói đi vô đây họ thấy những người tu ở đây thấy khác, thấy gần gũi, tự nhiên cho họ một cái góc nhìn vì Phật pháp mới mẻ lại. Họ nói một câu vậy nè, chúng ta tự mỗi người hiểu quý vị à. Nên nhiều Phật tử mình cũng đi chùa, mình cũng miền ngoài này kia, đi đến nơi này nơi nọ, khi vị đi đến chùa mình thấy có những người tu, mình thấy họ xa cách, thấy lạ. Có khi cũng có trường hợp giàu thì khác, tiếp khác, nghèo thì tiếp khác, có tiền thì cúng thì tiếp khác, khi hết tiền thì thấy khác. Nó cũng gặp những trường hợp gì nữa. Nên mỗi một người chúng ta ấy bị à, sống trong cuộc đời này cái mặt nào nó cũng là giáo dục mình chứ. Chúng ta chỉ cần học đạo, học được những cái gì lời Phật dạy để mình áp dụng trong cuộc đời mình, chứ không phải là mình đi soi bói, đi tìm những thứ rác rưởi không cần thiết. Thí dụ như trong chùa có nhiều bà cụ bà cũng ở trong chùa, ở trong ngôi Tam Bảo, thường trú trong chùa. Mình đi đến chùa mình cộng tu, mình thấy có nhiều bà cụ bà còn hung dữ, có khi bà dành chỗ ngồi, bà có khi bà cũng chửi. Mình trong lòng thấy thối tâm, chán. Thối tâm chán làm chi? Bà cụ này 70-80 tuổi, ngoài đời bà bao nhiêu năm rồi, bà được vô chùa, bà ở trong chùa, cho bà được ở. Quý vị coi bao nhiêu năm của bà, bao nhiêu cái bụi phủ trong tâm, bụi trần quý vị phủ trong tâm. Bây giờ cái tiếng bà được ở thường trụ, nhưng bà là người đang tẩy trừ chưa được bao nhiêu cả, thì cái bụi phủ, cái dơ giấy đó nó quá nhiều của ngoài đời bao nhiêu chục năm. Mình đi mất tín tâm với một người như vậy thì thôi chịu thua. Có những người tu bao nhiêu chục năm mà còn làm sai. Túc nghiệp của người chúng ta ở cõi đời này, nên Phật có nói là nhân sinh thù nghiệp. Đã đến cái cõi này thì ai cũng có cái sai, dù là tu cũng còn sai. Vì nên đừng nên đặt cái tiêu chuẩn cho cái người tu hành họ quá cao để rồi bị té đau. Dù là tu hành nhưng đa phần chúng ta ai cũng còn tham sân si, còn ham danh lợi. Hiểu nhiều thì được buông nhiều, hiểu ít thì buông ít, không hiểu thì hoàn toàn sai. Tu trong danh lợi, không hiểu thì giống như mình tu trong danh lợi mà. Mà đã là nuôi trong danh lợi thì mấy mươi năm của cuộc đời tu nó cũng là tăng thêm danh lợi. Đạo Phật là chúng ta nhìn vào cái góc độ trí tuệ của Phật để bản thân mình nhìn thấu để phát triển chính mình, chứ không phải nhìn vào những cái sự việc, những con người bị thất bại để bản thân chúng ta bị mất tín tâm đối với Phật pháp. Mười mấy năm nay những đức học Phật, những đức thấy, bây giờ riêng cá nhân bản thân những đức thấy được lợi ích trong Phật pháp vô cùng. Từ một thanh niên ăn nhậu bê tha tệ, vô cùng tệ, sống những ngày tháng vô nghĩa, vậy mà những đức học Phật có ý nghĩa. Những đức chỉ cần nhìn cái góc độ bản thân mình được lợi ích, còn những việc khác tùy duyên. Những đức không phải nói mình hoàn toàn trọn vẹn, mà những đức thấy chính đạo pháp đã rèn luyện những đức ra có được một cái tâm lượng rộng lớn thêm để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đó là bản thân những đức được lợi ích. Những đức đem những điều này chia sẻ cho quý vị, tự quý vị nhận thức, chứ những đức không kêu quý vị phải đi phán xét, xem xét, nhìn ngó ai cả. Hãy tự nhìn ngó mình đi. Và những đức thường nói cái câu đừng bao giờ thất vọng ai, trong khi ai cũng vẫn còn là kẻ phàm phu. Nhất kỷ, đừng bao giờ thất vọng ai,
Trong khi ai cũng vẫn là còn khẽ còn phàm phú. Gặp tiền là chúng ta sẽ sáng con mắt. Đời đạo gì nó cũng bị cái bệnh này nhiều dữ lắm. Gặp tiền chúng ta sẽ sáng con mắt, con mắt mình sẽ chớp chớp lên liền. Nên nói như vậy để cho mỗi một con người tự nhận thức. Có khi cả mình cạo đầu đắp y lên, mình vẫn còn bị dính trong danh lợi, vẫn còn tham danh lợi. Như bản thân những đức cũng không bao giờ nói rằng những đức không tham danh lợi. Tùy quý vị nhận thức khi đi về chùa và được gần gũi những đức và hành động việc làm của những đức. Bao nhiêu con người về chùa đã thấy rõ ràng. Tùy quý vị thôi, những đức cũng không phải nói rằng bản thân mình bỏ sạch danh lợi. Thấy không? Nhưng mà quý vị cũng đừng nên đưa những đức lên cao quá, để rồi bản thân mình tự chuốc lấy cái thất vọng khổ đau. Nhớ kỹ, hãy nhìn nhận khoảng thời gian chúng ta được biết với nhau để tu tập. Đừng bao giờ cho rằng người ta thần thánh gì quá. Mình đến với một con người, mình cho họ là bậc chân tu, bậc thần thánh gì đó ghê gớm. Quý vị coi chừng bị thất vọng. Học đạo là góc độ nhìn để điều chỉnh học từ cái nhân cách đạo đức hàng ngày, để mà chúng ta học tập với con người đó. Chứ không phải nói là bằng cấp gì đó, rồi làm việc lớn lao gì đó. Có những người người ta làm bao việc lớn lao luôn, mà một cái việc nhỏ, một nhân cách sống người ta còn chưa áp dụng được tốt. Nên mỗi một con người mình nhân vô thập toàn, có gì phải nhớ cái điều này. Niệm có vật hiệu là để nhắc nhở chính mình, để sửa đổi lỗi lầm. Chúng ta là những con người bị bệnh hoạn, đa phần là đều bị bệnh hoạn, chứ không ai hoàn toàn khỏe đâu quý vị ơi. Đã là bệnh hoạn thì chúng ta phải cần nhờ bác sĩ A Di Đà Phật để chữa trị cho chúng ta. Nên niệm câu A Di Đà Phật là đang trị bệnh cho những người bệnh hoạn như chúng ta. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng thờ mạt pháp này chỉ có dùng viên thuốc A Di Đà Phật là có hữu hiệu. Nên chúng ta cần có lòng tin để gây dựng, để niệm cả đời của mình niệm có Phật hiệu trong bất cứ cảnh duyên thuận nghịch nào. Nên chúng ta khi quyết định một việc gì chúng ta làm hay đi tu luôn, phải nhận thức cho cực kỳ sâu sắc. Phải được đi đến chùa và được ở trong cái tam bảo, ở chỗ đông người tu tập như vậy coi như thế nào. Chùa chiền mình càng ngày càng nổi tiếng lên, nhiều người biết đến. Có nhiều Phật tử ở khắp nơi đó. Có nhiều người lớn tuổi, người già, người ta cũng có điều kiện, có tiền. Có khi cái phương tiện ở trong chùa, có khi có những người người ta có điều kiện, người ta cúng dường, người ta có một cái phòng người ta ở. Những việc này riêng bản thân những đức cả đời sẽ không bao giờ muốn dính vào cái chuyện nào. Nên có nhiều người muốn hỏi như đức việc này, như đức nói như đức không biết. Chùa là hòa thượng ngày xây dựng lên. Những việc đó quý vị gặp những người nào hòa thượng bố trí. Vì sao? Nhưng đức gặp những trường hợp khi đầu tiên cũng muốn vô chùa ở luôn, có điều kiện cũng muốn kiếm một chỗ ở, ở xong thời gian không muốn ở nữa thì lại đem cái chỗ ở đó đưa lại cho người khác. Nhưng đức thấy lu bu quá, dòng gió tám quắc, không có gì đặc biệt cả. Nhưng đức lo cho chúng bao nhiêu năm nay, nhưng đức kinh nghiệm quá, tin tưởng lắm. Mình làm việc cái tam bảo thì đủ duyên mình cứ làm hết mình, có Phật Bồ Tát hỗ trợ cho mình. Còn những phương tiện đó tùy duyên, ai muốn làm đi. Ghi bản thân những đức không bao giờ dính những chuyện đó. Và không bao giờ cái chuyện nhận một con người nào mà nói rằng là phải đóng bao nhiêu tiền, không có. Cả đời những đức cũng không làm việc này nữa. Vì bản thân những đức cũng bao bữa cơm đóng để làm gì? Làm Phật sự, làm giùm cho họ mà còn bị mang tiếng nữa thì làm gì? Mình nuôi họ hết lòng đi. Họ thích giữ tiền họ cứ giữ đi. Cuối cùng quý vị có được gì đâu. Nên từ nơi đó những đức làm như vậy không dính dáng phiền phức tới ai, chỉ là khuyên dạy cho người ta nhận thức. Chứ không phải là nhận con người đó phải đóng bao nhiêu tiền. Còn khi cúng dường đó là cúng dường tam bảo, vì những đức cũng ăn ba buổi cơm mà làm bao nhiêu việc cực lực ở trong chùa.
Lại ba bữa cơm đó những đức ăn không được sao? Nên những đức cả đời nuôi con người cũng không bao giờ dính cái chỗ đó. Nên mong mấy anh em trong chùa nghe những điều này để hiểu, để làm cho đúng. Và Phật tử nghe để áp dụng cho phù hợp. Quý vị coi có những người như chùa mình, người ta vào, người ta có cái phòng ta ở. Nếu ở trong chùa cả đời, thời gian còn lại, thì nhà chùa hoàn toàn những đức lo hết trơn, tự ăn ở cuộc sống điện đài những đức trả hết trơn. Quanh năm suốt tháng, khi mất đi nhà chùa lo hết trơn. Quý vị coi, cái này cúng dường cho tam bảo để tu phước tu duyên. Mình có được một chỗ ở, quý vị coi, nó quá rẻ, nhưng mà có khi nó cũng phiền phức. Nên những đức nói, một cái nơi mà chuyên tu niệm Phật hay tin Phật Bồ Tát đi. Nếu bạn tin mức cực điểm thì xin thưa với bạn, cả đời của bạn sống bình yên trong thuận và nghịch. Thuận nghịch gì bạn cũng tin nhân tin quả, thì hoàn toàn nó đặc biệt lắm. Bạn học Phật bạn mới tin sâu nhân quả. Tin càng sâu thì nhìn càng thấu, buông càng nhiều. Bạn tin không sâu thì bạn nhìn không thấu, bạn buông ít vậy thôi. Tùy mỗi con người quý vị à. Nên từ xuất gia hay hàng cư sĩ gì cũng vậy, đạo Phật thì nó đặc biệt lắm, nhưng đòi hỏi bạn có học được đặc biệt hay không kìa. Nhưng bản thân những đức là thấy rõ ràng đạo Phật rất đặc biệt đó. Một con người như những đức mà cuối cùng học Phật mà còn được lợi ích lớn. Tùy vào nhân duyên của quý vị để học tập, bạn nhìn thấu hay không, thì sở học với bạn rất đặc biệt. Nên cả đời những đức nói với mình rằng, tôi sẽ không bao giờ thất vọng ai. Tôi cũng không bao giờ nói rằng một người tu bao nhiêu chục năm gì đó, họ phạm phải cái gì mà tôi thất vọng với Phật Pháp. Không có bao giờ tôi làm điều đó. Vì sao? Nhân vô thập toàn. Tôi chỉ nhìn bản thân tôi cố gắng. Nên những điều những đức chia sẻ đây là những bài học xác thực, chân thật 100% để gửi đến cho tất cả những người hữu duyên. Để cả đời quý vị tu học sẽ không bao giờ thất vọng với Phật Pháp. Không bao giờ nói một điều gì gọi là tôi cảm thấy nản lòng, cảm thấy không còn tin Phật Pháp. Quý vị lại đặt lòng tin vào phàm phu để mắc lòng tin với phàm phu. Tại sao quý vị không đặt lòng tin với Phật Bồ Tát để quý vị chân thật hành trì và tin sâu nhân quả? Nếu như quý vị tin sâu nhân quả của cái sở học ban đầu thì làm gì có cái chuyện quý vị thất vọng đối với Phật Pháp. Vì vị học Phật không học tin sâu nhân quả. Phật nói muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Bạn hãy tin sâu nhân quả đi. Nhân quả sẽ giải quyết những vấn đề của chúng ta làm không phải, bạn khỏi cần đụng vào. Bạn hãy lo bạn sống cho thật tốt, thật đặc biệt. Đã là tin sâu nhân quả thì cũng tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chỗ mà gây dựng tín nguyện niệm Phật là chỗ quan trọng nhất đối với người tu tịnh độ của chúng ta. Chỉ cần quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố thì không có cái khổ nào chối buộc được quý vị. Và không có một thế lực nào có thể làm quý vị đau khổ. Chỉ cần gây dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ mạnh, hoàn toàn tin vào Đức Phật A Di Đà, tin vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin vào sự gia trì của Đức Phật A Di Đà và tin tự tánh Phật của chúng ta cực kỳ viên mãn. Niệm Phật để phát triển tự tánh Phật của chúng ta. Nhớ nghe quý vị, đây là chỗ cực kỳ quan trọng để chúng ta khai thác được tự tánh Phật của chúng ta. Nên mỗi một người chúng ta gặp được Phật Pháp, đây là điều cực kỳ trân quý. Nhất là pháp môn niệm Phật, đây là pháp tu mà mười phương chư Phật đều tán thán. Nhớ, pháp tu mà mười phương chư Phật đều tán thán. Nên chúng ta mỗi ngày niệm ái với Đà Phật, niệm Nam Mô với Đà Phật, là chúng ta đang cùng với mười phương chư Phật niệm Phật. Niệm Phật để làm Phật, niệm Phật để lìa khổ được vui, niệm Phật để chuyển hóa số mệnh cuộc đời, và niệm Phật để thấy cuộc đời này tốt đẹp, niệm Phật để mang tâm cảm ơn, niệm Phật để giải tỏa những ưu uất trong cõi lòng. Một cái việc niệm Phật mà giải quyết rất nhiều vấn đề như vậy, bao nhiêu sự trở ngại, bao nhiêu sự khổ đau, hãy chân thật niệm Phật đi bạn. Nếu như bạn chân thật niệm Phật thì sự lợi ích này cực kỳ lớn.
lợi ích quá lớn. Vì sao bạn không niệm Phật? Nên chúng ta có được nhân duyên gặp tịnh độ, có được sự bồi dưỡng mỗi ngày khi chúng ta niệm Phật. Điều này cực kỳ trân quý quý vị à. Cực kỳ là trân quý. Nên có rất nhiều Phật tử gặp những đức nói câu rằng: thầy biết rằng con nghe thầy giảng pháp viết rồi, con cảm thấy giống như là con không nghe là con không chịu nổi. Mà những gì con vừa rắc rối, vừa buồn, vừa bị nặng nề một chuyện gì đó, thầy ơi, tức khắc bữa sau thầy đã giảng rồi, con tức khắc cởi mở tâm tư liền. Những điều thầy chia sẻ giống như sự gia trì của Phật A Di Đà đột phá vào tâm con, giúp con cởi mở tâm tư liền. Con thiệt tình quá cảm ơn thầy. Quý vị à, chúng ta có duyên với nhau rất đặc biệt trong cuộc đời này. Chúng ta đã gặp được Phật pháp, gặp ngay pháp môn tịnh độ. Chúng ta chân thật bồi dưỡng cho nhau bằng cách là ngày nào chúng ta cũng khuyên nhau nên niệm Phật. Quý vị à, bao nhiêu cái tình thương trong cuộc đời, bao nhiêu cái danh cái lợi trong cuộc đời, từ xưa đến nay, bao nhiêu con người ở trong đó, cọ quậy trong đó và khổ đau trong đó, và cuối cùng chết trong đó và đi đọa lạc cũng từ trong đó. Chúng ta hôm nay ở trong danh hiệu A Di Đà Phật để phát triển được niềm vui, phát triển được sự an lạc và tốt đẹp, và cũng từ trong câu A Di Đà Phật mà chúng ta một đời này được giải thoát, giải thoát tất cả những cái khổ đau trong cuộc đời, giải thoát tất cả những sự trói buộc trong cuộc đời. Hiện đời tu, hiện đời có sự an lạc. Hiện đời tu, hiện đời có sự giải thoát. Niệm một câu Phật hiệu là niệm cái giải thoát. Niệm một câu Phật hiệu là quên đi cái buồn phiền. Mà buồn phiền đã quên thì giải thoát buồn phiền. Hay như vậy. Vì sao chúng ta không niệm Phật? Niệm Phật đặc biệt như vậy, vì sao chúng ta không niệm Phật? A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Nên ngày thứ bảy Chủ nhật là những ngày đặc biệt tuyệt vời, những ngày cộng tu. Quý vị à, chúng ta cũng có thể xoay chuyển được cuộc phiền khổ buồn chán bằng cách đến chùa có một thế lực đông để cùng chuyển hóa. Một mình không chuyển hóa được, tại sao mình không đến một cái nơi đông người để cùng nhờ cái lực của họ để chuyển hóa? Nơi nào? Chúng ta mỗi tuần thứ bảy Chủ nhật ở đây cộng tu số lượng người cực kỳ đông. Tuần thứ bảy nào, Chủ nhật nào cũng vậy. Buổi sáng thứ bảy thì chúng ta qua bên đạo tràng Ba Đại Tùng Lâm, tu tập ăn cơm xong chúng ta về là hậu pháp. Tối lại thì chúng ta có lớp đạo làm con cực kỳ vui, hơn 1.000 người. Đúng là một điểm tuyệt vời an lạc, sự tiêu khiển vô cùng, quá tuyệt vời. Xong chúng ta tu tập xong ở lại chùa hộ pháp, sáng mai chúng ta lại có một thời khóa tu sáng sớm, 4 giờ sáng chúng ta có thời khóa tu. Và tu tập xong thì chúng ta được buổi cơm của thầy nấu cho mình ăn buổi sáng. Ăn cơm xong chúng ta còn thời gian rất là nhiều. Hoàn cảnh trong chùa rất vui, rất an lạc. Và khoảng 8 giờ rưỡi thầy lên giảng pháp cho mình nghe. Bao nhiêu con người cười vui vẻ lên, chúng ta cũng ở trong đó và cười lên. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Viên thuốc bổ này bổ dưỡng để giải tỏa cái khổ đau, giải tỏa cái buồn phiền cho chúng ta, giải tỏa cái nặng nề cho chúng ta. Việc này cực kỳ quan trọng, quá quan trọng. Phải nhớ, hãy nhờ một thế lực vui để chuyển hóa cái buồn cho mình. Cái buồn mà chuyển hóa rồi, sự nghiệp làm ăn của mình mới phát triển. Vì ngồi suy nghĩ rồi đúng không? Có người mỗi ngày nặng nề buồn phiền, làm sao phát triển được cái làm ăn sự nghiệp của mình? Quý vị có thành đạt sự nghiệp nhưng quý vị buồn khổ, có ham không quý vị? Có người thăng nào mà thích thấy người thăng của mình buồn khổ nặng nề, khó khăn, khó chịu? Không ai muốn điều đó đâu quý vị. Không ai mà muốn gầm sự nóng bức đâu quý vị. Cũng không ai muốn ăn cái trái đắng đâu quý vị. Thấy không?
Nên chúng ta càng nghe pháp càng niệm Phật là như vậy. Nghe pháp niệm Phật cực kỳ đặc biệt. Có một gia đình, họ gặp những đứa, họ nói rằng gia đình của họ có một người mẹ cực kỳ khó cái tính, khó lắm. Bà đụng nữa là bà chửi, bà đụng nữa là bà la, giết rồi gia đình ai gặp bà cũng tránh xa. Những đứa nói cũng vì tránh xa đó đó mà hình thành cho bà càng ngày càng khó khăn. Dù cỡ nào cũng là mẹ của mình, bà cũng lớn tuổi rồi, 60 tuổi, 70 tuổi, bà còn sống được bao lâu nữa đây? Nếu chúng ta hoàn toàn tránh xa bà, một ngày nào bà chết đi, chúng ta muốn gặp bà gặp không được. Mẹ mình la mình, gầy mình, chửi mình một chút, mình lỡ gan bên mẹ mình, mình có một nụ cười, có một cái lời nói ngọt dịu để chuyển hóa mẹ mình. Điều này quá đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Vì có nghĩ một ngày nào mẹ mình không còn nữa, chúng ta muốn gọi tiếng mẹ, mẹ ơi, chúng ta muốn nắm tay mẹ mình, còn hay không? Đâu còn đâu quý vị. Chúng ta chỉ ao ước mong sao bây giờ còn có mẹ. Dù mẹ có khó cỡ nào, con vẫn mong còn có mẹ. Nên có những người mẹ của mình học Phật nhưng học cách khác, tu cách khác. Đã là tu là tốt rồi, dù là tụng kinh gì chú gì cũng tốt, tu pháp nào cũng tốt. Chúng ta không bị đối lập với nhau. Dù cỡ nào cũng mẹ của mình, hãy cho mẹ có niềm vui, hãy cho mẹ sự an lạc, hãy đem cái lời dạy của thầy dạy và niệm Phật của mình, bản thân mình hãy phát tâm Phật ra để hòa nhập được mà mình không bị trở ngại. Mình có quyền giữ duy trì cái tâm tư của mình tu tập, mình cũng không có trở ngại gì người thân của mình. Đó gọi là giác ngộ tâm. Nhớ, con người không có khó chuyển hóa đâu quý vị. Chỉ có cái chúng ta cho họ khó khăn, cho họ không đúng, cho họ sai rồi, nên hoàn toàn chúng ta không chuyển hóa được họ. Chỉ đúng như vậy thôi. Nếu như chúng ta khoan dung tha thứ, thương yêu họ thì chúng ta sẽ chuyển hóa được họ, chắc chắn quý vị luôn. Cái nghiệp quan gia, nghiệp phá thai đồ cũng vậy. Chúng ta chỉ cần có sự thương yêu đặt mình vào họ. Bây giờ họ làm cô hồn vất vơ vất vưởng, không biết đâu là nhà, đâu là bờ bến, họ rất là khổ, họ rất là buồn. Chúng ta có đặt mình vào họ hay không? Họ muốn lên với cuộc đời này, chúng ta cho không cho họ lên, chúng ta giết họ đi. Bây giờ họ làm cô hồn vất vơ vất vưởng, chúng ta lại trách họ, tại sao đối xử với chúng ta như vậy? Chúng ta kêu họ đi chỗ khác đi, hay đi đến nơi chùa chiền ở đi. Như bản thân của mình sống với người thân của mình, người ta kêu mình đi chỗ khác, mình có chịu đi hay không? Chúng ta quán thù ai, người ta kêu mình đừng quán thù nữa, mình cũng đâu có dễ buông ra đâu, phải không? Nên chính cái hành động, chính bản thân mình để chuyển hóa được người ta. Người ta hận mình cũng do sự tạo tác của mình, vì thì sự tạo tác của mình có thể chuyển hóa được người ta. Ai hận mình thì chính mình là người quá giải. Quá giải bằng cách nào? Tự tâm mình quá giải. Đừng bao giờ hờn trách người. Trong một gia đình có người khó khăn la gầy mình, đó cũng là cái nghịch duyên, mà đó cũng là cái mà mình thiếu nợ họ. Khi gặp mặt mình họ muốn chửi mình thì hãy cho họ chút đi, mình hoan hỷ vui vẻ và dẫn niềm nở với họ. Đây là một cách cực kỳ thù thắng để hóa giải nghiệp. Khi hóa giải nghiệp được rồi sẽ chuyển hóa họ, chính họ sẽ ngưỡng mộ quý vị. Quý vị là người an lạc vui vẻ, trong thâm tâm của họ sẽ thường ngưỡng mộ quý vị. Vì là người an lạc vui vẻ thì tức khắc họ sẽ muốn học quý vị, vì vì là người an lạc vui vẻ, bản thân của họ cũng rất muốn vui giống quý vị, nhưng họ chưa làm được giống quý vị. Quý vị là người học Phật, hãy làm điều đó cho họ thấy đi. Hãy làm điều đó cho họ thấy đi. Một câu bạc hiệu quý vị thấy cực kỳ hay không? Những điều chia sẻ cực kỳ đơn giản, rất gần gũi, nhưng lại giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc đời này. Mỗi bài giảng chủ nhật quý vị biết hóa độ bao nhiêu chúng sanh chưa? Bao nhiêu con người nghe mà thích chưa? Bây giờ có những công đoạn nấu ăn trong bếp, quý vị coi đi, rất thích, rất vui. Và có những cái điều chia sẻ Phật pháp ở trong những việc những đứa đang làm.
Tất cả những gì những đứa đang làm đều là phô diễn tịnh độ. Một cái quạt thôi, những đứa cũng phô diễn tịnh độ. Một cái quạt này thôi, quý vị coi những dòng chữ trong đây thôi, quý vị cũng có thể nhận thức được thì nên làm gì. Những đức được vui vẻ an lạc là từ nơi những điều những đức ghi trong đây. Quý vị vui cũng niệm A Di Đà Phật, quý vị buồn cũng niệm A Di Đà Phật. Quý vị thấy vì sao những đức thường vui vẻ hay không? Đó chính là nhờ đi đứng nằm ngồi, những đức thường hay niệm A Di Đà Phật. Những đức thường hay chia sẻ, quý vị thường vui thì không có buồn, quý vị thường buồn thì không có vui. Sống vui hay sống khổ thì cũng phải sống. Cuộc đời người giàu sang hay nghèo hèn thì cũng phải sống. Những đức khuyên tất cả Phật tử biết chấp nhận mọi hoàn cảnh để rồi sống thật vui, nghe pháp niệm Phật mỗi ngày. Đó chính là ý nghĩa nhất của đời người. Những trang của chùa mình ở dưới đây nè, vị bấm vào đăng ký để chúng ta mỗi ngày được nghe pháp. Những câu cực kỳ đơn giản, vị nghe đi, đọc nhiều lần đi. Mỗi lần đọc mỗi lần lãnh ngộ, mỗi lần đọc mỗi lần lãnh ngộ, mỗi lần đọc mỗi lần lãnh ngộ, mỗi lần buồn đọc có sự lãnh ngộ. Quạt một cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tiêu tan. Một cái quạt thôi cực kỳ ý nghĩa. Những dòng chữ trong đây thôi cực kỳ ý nghĩa. Tự nhiên bản thân mình cảm ơn và trân quý. Trân quý thì tự nhiên cái quạt này sẽ làm cho mình mát, và mát thân, mát luôn cả tâm mình, đúng không? Mới ăn ai chửi mắng gầy la, mình cầm cái quạt mình quạt, mình vui. Thầy khuyên mình mà, nhìn hình thức thầy cười, mình cười theo thầy, cực kỳ an lạc vui vẻ. Tại sao mình không gầy dựng một cái cảm giác sống của mình để truyền tải nguồn năng lượng? Có những người người ta què quạt tạc nguyền mà người ta còn đi đem năng lượng chia sẻ cho nhiều người, đi đến đâu có sức ảnh hưởng làm cho người khác vững tâm và vượt lên chính mình. Như chàng nít cục tay cục chân mà đi đến đâu cũng là truyền lửa cho người khác. Tại sao chúng ta bị mắc lửa gì? Vì buồn mà mắc lửa. Vì có cái ngọn lửa nó bị dập tắt rồi thì nó lạnh lẽo, nguội lạnh. Chúng ta lúc nào cũng có ngọn lửa tâm hừng hực cháy bỏng. Đừng bao giờ chúng ta hết năng lượng, quý vị. Một cái bóng đèn mà thiếu điện làm sao đèn sáng? Một con người mà thiếu năng lượng không thể nào sanh thông minh và trí tuệ được đâu, quý vị. Sẽ nghĩ những điều sai quấy. Hãy niệm A Di Đà Phật để tích tụ nguồn năng lượng cho cao lên. Nhớ niệm Phật đi. Niệm A Di Đà Phật là một phương pháp để tích lũy nguồn năng lượng rất cao. Hít một hơi thở thiệt là sâu, quý vị. Hít mũi, miệng ngậm, mũi hít. Giữ lại niệm A Di Đà Phật. Miệng ngậm, mũi hít. A Di Đà Phật. Mắt hơi khép lại, miệng ngậm, mũi hít. A Di Đà Phật. Rất nhẹ nhàng trong 10 câu thì cảm giác con người vì mở mắt ra, ôi quá nhẹ nhàng, quá thoải mái. Không có buồn giận hay để trong tâm, không có những gì nặng nề để trong tâm. Quá đặc biệt. Vì thấy pháp môn tịnh độ tuyệt vời không? Rất dễ áp dụng, mọi người đều áp dụng được. Chỉ có người không tin thì không áp dụng thôi. Chứ tu pháp môn niệm Phật ai cũng tu được. Nên gọi là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thấu. Quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Quý vị đang niệm Phật, nơi nào niệm Phật, gia đình niệm Phật, là quang minh Phật A Di Đà soi gọi đến quý vị. Mồ mả để máy năng lượng niệm Phật thì quang minh Phật A Di Đà soi gọi ngay mồ mả đó. Hương linh được tắm mình trong quang minh Phật A Di Đà sẽ giảm đi sân hận bù phiền. Các này.